Người ta thường nói, không có phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Với cuộc sống bận rộn ngày nay, nhiều áp lực công việc lẫn gia đình, cộng với môi trường ô nhiễm về không khí, nguồn nước, thức ăn, việc bảo vệ sức khỏe cũng như vẻ đẹp đối với người phụ nữ luôn luôn là nhu cầu thiết yếu. Hiểu được điều đó, Natural Salon Spa & Clinic ra đời, đem đến các công nghệ tiên tiến và các loại mỹ phẩm cao cấp để chăm sóc cho nhu cầu làm đẹp toàn diện của chị em. Nằm trong con phố mát mẻ yên tĩnh, Natural Salon là một địa chỉ mà bạn sẽ có được cảm giác thư giãn tuyệt đối ngay từ khi bước vào. Với ánh sáng vàng dịu, không gian ấm cúng và thoải mái, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt và nhẹ nhàng của salon chúng tôi với các nơi khác. Với slogan, cùng khách hàng duy trì vẻ đẹp vượt thời gian, dịch vụ của Natural Salon là điều kiện tiên quyết tạo nên thương hiệu và uy tín của chúng tôi với quý khách hàng. Chúng tôi có rất nhiều dịch vụ làm đẹp theo nhu cầu của khách hàng như giảm béo hỏa liệu hoặc đắp tảo giảm béo hiệu quả cao, giảm từ 5 đến 15cm sau mỗi liệu trình. Dịch vụ chăm sóc da toàn thân, đắp mặt nạ toàn thân, dịch vụ triệt lông công nghệ cao 4G, chăm sóc mắt, trị dạn da bằng công nghệ máy ánh sáng. Và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà dành cho các bà mẹ vừa vượt cạn sau 14 ngày. Đây là một mảng dịch vụ đặc biệt ít có tại các spa. Natural Salon luôn sử dụng các liệu pháp dựa trên y học cổ truyền và nguyên liệu 100% thiên nhiên để dùng cho các mẹ sau sinh. Bởi hơn ai hết, các sản phụ sau sinh vô cùng yếu ớt và dễ mẫn cảm với hóa chất độc hại nhất. Mình vừa sinh em bé được gần 1 tháng. Mình được biết dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà của Natural Salon qua mạng. Mình rất thích và quyết định làm dịch vụ. Mình thấy vòng eo của mình nhỏ lại, đỡ thâm và giãn hơn. Da dẻ của mình cũng đỡ xanh xao. Và đặc biệt là sữa của mình nhiều và đặc. Xin cảm ơn Natural Salon. Để có được hiệu quả trị liệu nhanh chóng và an toàn nhất cho các quý khách hàng, Natural Salon chúng tôi sử dụng các loại mỹ phẩm chất lượng cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng như Nubocel, DMK, Siracol, Placenta Diamond Gold kết hợp với các loại máy móc công nghệ hiện đại, máy nanolight, máy ánh sáng, máy oxygen jet. Natural Salon sẽ luôn làm hài lòng quý khách hàng với một đội ngũ nhân viên phục vụ và tư vấn nhiệt tình và chuyên nghiệp nhất đã được đào tạo bài bản, đáp ứng mọi yêu cầu và đòi hỏi của quý khách. Tôi rất thường xuyên đến Natural Salon để chăm sóc sắc đẹp, mặc dù là công việc của tôi rất là bận rộn. Nhưng mà tôi thấy các dịch vụ ở đây rất là hiệu quả, an toàn. Nhân viên ở đây rất ân cần và chăm sóc khách hàng rất tốt. Tôi sẽ còn dùng rất là nhiều dịch vụ ở đây. Và tôi xin cảm ơn Natural Salon. Đến với Natural Salon chúng tôi, quý khách hàng sẽ có được vóc dáng hoàn hảo, thân hình rắn chắc, làn da trắng sáng mịn màng. Những băn khoăn lo lắng về sự lão hóa như nếp nhăn, sạm da, mỡ thừa sẽ hoàn toàn được loại bỏ một cách hiệu quả. Đến với Natural Salon, quý khách sẽ được tư vấn và soi da miễn phí. Đồng thời chúng tôi có rất nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá để đáp ứng nhu cầu làm đẹp mà không tốn kém, cũng như tri ân quý khách hàng đã ủng hộ Natural Salon chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hãy biến những mong muốn của bạn thành hiện thực. Natural Salon từ lúc thành lập cho đến ngày hôm nay đã được chăm sóc, điều trị và trị liệu cho hàng trăm khách hàng. Đó là con số không nhỏ đối với một spa trẻ tuổi như Natural Salon Spa Clinic. Trong thời kỳ tình hình kinh tế khó khăn chung như hiện nay, có được điều đó là do sự tín nhiệm, sự góp ý và ủng hộ của quý vị khách hàng cùng với sự nỗ lực của toàn thể nhân viên tại Natural Salon. Chúng tôi đã không ngừng phát triển, cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ của mình cùng với sự phát triển cung cấp từ trang thiết bị, máy móc, công nghệ, sử dụng những sản phẩm cao cấp đến việc ngày càng hoàn thiện hơn trong phong cách phục vụ hết lòng đối với khách hàng. Natural Salon tha thiết mong muốn được tiếp tục nhận sự ủng hộ, góp ý quý báu của quý vị khách hàng nhằm giúp cho chúng tôi thêm trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn để đem đến cho quý khách sự chăm sóc chu đáo nhất, hiệu quả nhất, chuyên nghiệp nhất để Natural Salon Spa & Clinic luôn là sự lựa chọn số 1 của quý vị. Một lần nữa, thay mặt toàn thể Natural Salon Spa & Clinic, tôi xin gửi lời tri ân đến toàn thể quý vị khách hàng. Xin chúc tất cả quý vị thật nhiều may mắn, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong sự nghiệp của mình.
thời gian qua Natural Salon Spa and Clinic đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tạo được uy tín cao với khách hàng. Để có được điều này, chúng tôi đã luôn nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, từ máy móc, công nghệ đến sử dụng các loại mỹ phẩm cao cấp cũng như quản lý chất lượng phục vụ một cách chuyên nghiệp nhất. Chúng tôi luôn mong sẽ đem đến cho khách hàng sự thoải mái, hài lòng từ lúc bước chân vào salon cho đến sau khi làm xong dịch vụ. Mỗi sự ủng hộ của quý khách hàng là một động lực to lớn để salon chúng tôi tiếp tục phát triển mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn. Chân thành cảm ơn quý khách. Hãy gọi ngay cho chúng tôi Natural Salon Spa and Clinic. Natural Salon cùng quý khách hàng duy trì vẻ đẹp vượt thời gian.